Bạn thích bản thân như thế nào? Đầu tiên, bạn truyền cảm hứng, được nhận thức đầy đủ và bạn trở nên nhận biết rằng bạn có một cơ thể. Thở vào, tôi biết tôi có thân. Cơ thể của bạn là một phần rất quan trọng của chính bạn. Bạn dành 2 giờ trên máy tính của bạn. Bạn đang bị áp lực. Bạn không biết làm thế nào để dừng lại. Và bạn hoàn toàn quên rằng bạn có một cơ thể. Trong 2 giờ đó, đang tìm kiếm thứ gì đó trong tương lai, trong công việc của bạn. Và trong khi đó, cơ thể của bạn đang đau khổ. Vì vậy, hành động đầu tiên của tình yêu là thở vào và đi vào ngôi nhà của chúng ta. Đó là cơ thể. Hít vào. Và bây giờ tôi nhận ra cơ thể tôi. Xin chào cơ thể. Tôi đã trở về. Tôi chăm sóc bạn. Vì vậy hãy nhận thức về cơ thể. Đây là khởi đầu của tình yêu. Và khi tinh thần ở nhà trong cơ thể, tinh thần và cơ thể được thiết lập ở đây và bây giờ. Và sau đó bạn có thể nhận ra 2 điều. Với việc thực hành hơi thở có ý thức, điều đầu tiên bạn sẽ nhận ra là cơ thể là một điều kỳ diệu. Bạn hãy khám phá lại rằng cơ thể bạn là một điều kỳ diệu. Các nhà sinh vật học đã cố gắng tìm hiểu cơ thể. Đó là một kiệt tác của vũ trụ. Cơ thể là một điều kỳ diệu. Cơ thể là chỗ của ý thức. Của ý thức vũ trụ. Và bạn không biết giá trị của cơ thể bạn. Cơ thể của bạn chứa tất cả các thông tin về lịch sử của vũ trụ. Trong mỗi tế bào của cơ thể bạn, bạn có thể nhận ra sự hiện diện của tổ tiên. Nhưng không chỉ tổ tiên loài người, mà còn là tổ tiên động vật, thực vật và khoáng vật. Và tất cả những tổ tiên này đều hiện diện trong cơ thể bạn, với điểm yếu và điểm mạnh của họ. Có thể bạn coi cơ thể mình là điều hiển nhiên, nhưng nó là một điều kỳ diệu. Não. The neocortex. Vỏ não mới. Đó là một. Sophisticated. Cầu kỳ. Kind of organization. Tạp. The cosmos have vũ trụ hình thành để tạo ra điều kỳ diệu này. Cơ thể của bạn là gì? Và nếu bạn có thể tiếp xúc với cơ thể mình, sau đó bạn có thể liên lạc với toàn vũ trụ, với tất cả các tổ tiên và cùng với tất cả các thế hệ tương lai đã ở bên trong cơ thể bạn mà sẽ hiển thị sau. Bạn có khả năng đánh giá cao điều kỳ diệu này là cơ thể của bạn không?
Mother Earth trái đất is in you. Ở trong bạn, not under, không phải ở dưới beneath, đây, above, around you, không phải ở trên không hay xung quanh, nhưng bên trong chính chúng ta. And Father Sun is also in. Và cha mặt trời you cũng ở bên trong bạn. Bạn được làm bằng ánh sáng mặt trời. You are made of fresh air. Bạn được làm bằng không khí trong lành, nước ngọt. Và nhận thức được điều kỳ diệu này, và đánh giá cao điều kỳ diệu này, đã có thể mang lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc. Thở vào, tôi biết tôi có thân, và bạn có thể tận hưởng cơ thể đó. Bạn có thể liên lạc với câu chuyện của cuộc sống. Bạn có thể liên lạc với tổ tiên của bạn. Cơ thể bạn chứa tất cả các thông tin về vũ trụ. Và loại ý thức này có thể là chữa bệnh, có thể nuôi dưỡng. Điều thứ hai xảy ra khi bạn trở lại cơ thể mình là có thể có căng thẳng và đau đớn trong cơ thể bạn. Điều này do bạn có thể căng thẳng tích tụ trong cơ thể một thời gian dài. Đã lâu rồi bạn không yêu cơ thể mình. Bạn đã làm tổn thương cơ thể bạn. Vì vậy, hơi thở có ý thức cho phép bạn nhận thức được điều đó. Và đột nhiên bạn ước cơ thể mình bớt đau khổ hơn. Và đó là lý do tại sao bạn thở ra theo cách như vậy. Rằng bạn có thể giải phóng sự căng thẳng trong cơ thể bạn. Đó là một hành động của tình yêu hướng vào cơ thể bạn. Những bài thở chánh niệm này có sẵn trong kinh Anapanasati. Khi tôi thở vào, ý thức và cơ thể của tôi. Khi tôi thở ra, giải phóng sự căng thẳng khỏi cơ thể. Đó là một hành động của tình yêu hướng vào cơ thể bạn. Đó là tất cả những điều cụ thể. Bởi vì làm thế nào để tôi yêu bản thân mình, yêu bản thân, nhận ra cơ thể bạn và giải phóng những căng thẳng trong cơ thể bạn. Khi bạn hít vào và hít thở ra, bạn dựa vào tâm trí của bạn trở lại cơ thể bạn và bạn nhận ra nhiều yếu tố chữa bệnh và nuôi dưỡng có sẵn. Do đó bạn có thể tạo ra một cảm giác hân hoan, cảm giác hạnh phúc khi được nuôi sống bản thân. Đó là một hành động của tình yêu. Đối với một người thực hành chánh niệm, không khó để tạo ra cảm giác vui vẻ hoặc một cảm giác hạnh phúc dựa trên thực tế là bạn được bao quanh bởi yếu tố làm mới và chữa bệnh này. Bạn có nhiều điều kiện hạnh phúc có sẵn trong thời điểm hiện tại. Vì vậy không có vấn đề gì phát sinh cảm giác vui vẻ và cảm giác hạnh phúc thông qua hơi thở có ý thức. Và đó chính xác là cách bạn yêu bản thân mình. Bằng cách cho phép bản thân được nuôi dưỡng bởi cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Và như vậy khi bạn thực hành hơi thở có ý thức, bạn có thể nhận thức được những cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn xuất hiện. Và bạn biết có bài tập thở chánh niệm ai có thể giúp bạn nắm lấy và thừa nhận nỗi đau và nỗi buồn của bạn và giúp bạn bớt đau khổ. 1, 2, 3 phút thở có ý thức ôm nỗi đau và nỗi buồn của bạn
có thể giúp bạn bớt đau khổ, đó là hành động của tình yêu. Yêu bản thân là điều có thể thực hiện được với thực hành hơi thở có ý thức hay đi bộ chánh niệm. Khi bạn nhận ra nỗi đau trong chính mình, bạn có thể làm bình tĩnh và bạn có thể đi xa hơn. Bằng cách ôm lấy nỗi đau của chúng ta, lắng nghe nó, nhìn sâu vào bản chất của mình, bạn có thể khám phá gốc rễ của đau khổ này. Những loại nhận thức nào phát sinh loại đau khổ đó, và bạn bắt đầu hiểu được nỗi khổ của mình. Và bạn khám phá ra rằng sự đau khổ của bạn kéo theo sự đau khổ của cha bạn hoặc mẹ của bạn hoặc tổ tiên của bạn. Bằng cách hiểu nỗi khổ của bạn, bạn hiểu nỗi khổ của cha bạn, của mẹ bạn và của tổ tiên bạn. Và thấu hiểu nỗi đau luôn mang đến, luôn mang theo lòng trắc ẩn, quyền năng chữa lành và bạn đau khổ ít hơn. Đó cũng là hành động của tình yêu. Và khi bạn bớt đau khổ, bạn có thể giúp đỡ người khác. Con trai bạn, con gái bạn, cha bạn, mẹ bạn, đối tác của bạn, đến lượt mình ít đau khổ hơn. Nếu bạn hiểu được nỗi đau khổ của họ, bạn có thể, bạn không đau khổ nữa, bạn không còn đau khổ nữa, và bạn được nhận thức đầy bởi cảm giác từ bi. Điều đó thúc đẩy bạn làm điều gì đó để người khác bớt đau khổ hơn. Và khi người kia bớt đau khổ, bạn chịu đựng ít hơn và bạn hạnh phúc hơn. Đây là cách để yêu chính mình. Và bạn sẽ không thể yêu ai khác nếu bạn không biết cách yêu bản thân mình. Đó là lời Phật dạy. Làm thế nào để yêu thương mình, nó rất cụ thể. Với một hơi thở và giải phóng sự căng thẳng của cơ thể, bạn chăm sóc cơ thể của bạn, chăm sóc cảm xúc và cảm xúc của bạn.